Không biết từ bao giờ, Lụa Hà Đông đã đi vào thi ca, lặng lẽ và đầy ma lực. Có phải từ cái thuở lũ trẻ mục đồng nghêu ngao câu hát, chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông? Hay đến khi lụa may nên áo và bài thơ tình áo lụa cứ miên man theo ta suốt chặng đường đời? Thời gian qua đi, lụa Hà Đông và những truyền thuyết về nguồn gốc nghề tằm tơ canh cười đã trở thành một biểu tượng sinh động của văn hóa cổ truyền trong dòng chảy văn hóa Việt Nam qua bao thế kỷ. Thực tế không thể phủ nhận là để gìn giữ văn hóa của một cộng đồng, nói rộng ra là văn hóa của một dân tộc, thì bản thân con người của nền văn hóa ấy phải luôn có ý thức chọn lọc, bồi đắp, truyền trao những tinh hoa của thế hệ trước cho thế hệ sau. Ý thức đó không thể chỉ là lời cổ vũ mà phải được thể hiện bằng hành động kiên trì, bằng những việc làm cụ thể, cần mẫn, vô tư, như kết tầm lặng lẽ nhà thơ và kết người âm thầm ươm tơ dệt lụa làm đẹp cho đời. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tầm ăn cơm đứng, ấy chính là kinh nghiệm truyền đời do dân gian đúc kết về nỗi nhọc nhằn của một nghề truyền thống. Nói là nghề tơ lụa, thực ra chỉ là cách nói giản đơn về một nghề thủ công truyền thống mang tính tổng hợp, đòi hỏi sự chuyên nghiệp giữa từng nghề riêng, vừa độc lập lại vừa có quan hệ gắn kết liên hoàn. Chỉ riêng việc trồng dâu nuôi tằm đã đòi hỏi sự mát tay, khéo léo, bản tính siêng năng và vốn kinh nghiệm tối thiểu cần tích lũy. Làm ruộng 3 năm, chăn tằm 3 lứa vẫn là lời nhắc nhở tâm can của người đi trước về lòng kiên trì và ý thức trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp cần thiết cho những ai có ý định theo nghề. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nghề tơ lụa Vạn Phúc đã có tiếng từ thời nhà Lý. Tháng 2 năm Canh Thìn 1040, Lý Thái Tông xuống chiếu phát hết gấm vóc của nhà Tống trong phủ làm y phục ban cho quần thần. Như vậy, việc nhà vua quyết định giải phóng toàn bộ gấm vóc nhà Tống còn lại trong kho, ấy là để tỏ ra rằng không mặc gấm vóc của nhà Tống nữa. Kể từ đó, lụa Vạn Phúc và các vùng lân cận dệt từ sợi tơ tằm đã được dùng phổ biến để phục vụ triều đình và nhu cầu tiêu thụ trong nước. Việc làm này chứng tỏ những người nắm quyền cai trị đất nước từ xưa đã rất coi trọng, khuyến khích phát triển nghề dệt trong nước. Xem đây như một hình thức gián tiếp cổ vũ chủ trương người Việt dùng hàng Việt, tuy điều này chưa công khai ban bố. Có thể nói rằng cái độ phát triển trong triều Lý hơn 200 năm ở cái trang phục đã làm cho Việt Nam phát triển về cái nghề dệt rất là giỏi. Mà cụ thể là ông sử gia và nhà vợ là thương gia Chu Khứ Phi là ông đã nói rằng là Việt Nam đã dệt được những loại gấm mà ngang với Tống và là gọi là sang biếu nhà Tống, tức là gấm gọi là rồng cuộn, và cái sự độ tinh vi nó ngang với lệ các nước, thậm chí còn có khi vượt, bởi vì các nước còn có khi còn phải mua và thậm chí còn phải mang đi đổi, cho nên là các nước Chảo Oa hay là như là Java đấy, hoặc là các cái nước Mã Lai các thứ là có đến buôn việc hoặc là trao đổi với triều Lý. Trước đây, việc kéo tơ được thực hiện trên khung quay thủ công truyền thống, phải huy động rất nhiều nhân lực, thường là cả một làng chuyên trách công đoạn sản xuất này. Về sau, việc kéo tơ theo cách thủ công đã được thay thế dần bằng máy quay tơ, sức người giảm đi đáng kể, trong khi sản lượng và chất lượng tơ cũng được nâng cao. Từ những năm đầu thế kỷ 20,
mỗi làng ở tỉnh Hà Đông đã bắt đầu sản xuất một loại tơ tằm đặc biệt cho nghề lụa của mình. Nhưng riêng lụa Vạn Phúc vẫn là thứ lụa tinh xảo nhất, vì nó hoàn toàn được dệt từ những sợi tơ nõn ở bên trong kén. Nhân chuyện tơ tằm mà chạnh lòng ngẫm lại, hiếm thấy thứ sinh vật nào đặc biệt như họ Cẩm Dâu. Sống thì ăn dỗi nhà tơ, đến khi tơ hết lại chờ kiếp sau. Chết thì thành nhộng cùng nhau, vàng ươm thơm phúc mà đau kiếp tằm. Nghề dệt lụa cổ truyền vốn mang tính cộng đồng rất cao, không giấu nghề, không giấu mẫu, là sự liên kết giữa nhiều cá nhân, giữa nhiều công đoạn độc lập có tính chuyên môn hóa. Từ sản xuất tơ, nhuộm tơ, xe chỉ màu, rồi hồ sợi trước khi đưa vào khung dệt. Thời kỳ thịnh đạt của làng lụa Vạn Phúc vào đầu thế kỷ 20, nơi đây có khoảng 200 nghề tơ lụa thịnh hành, chủ yếu dùng khung dệt thủ công. Hình ảnh tư liệu này ghi lại cách dệt cổ nhất ở làng Vạn Phúc, cho thấy người thợ dệt ngồi ở phía dưới, còn phía trên là người kéo hoa văn. Ngày xưa là thủ công cả, lao thoi bằng tay thôi, chứ không có máy đập thoi sang bên này, bên kia. Thế là một người dệt ở dưới, một người ở trên. Thế bây giờ mới những cái hoa này là tính thế nào mà dệt ra hoa này là nhấc cái sợi dọc lên, tức là có sợi co nó luồn lên trên này thì là người ở trên cầm nhấc cái sợi co lên để cho hoa luồn dậy ngang lên thôi. Như thế là ngày thì được vải khác. Trong số vài chục mẫu lụa quý hiếm, đây là một số mẫu lụa cổ hiện còn lưu giữ được, như lụa cổ hoa văn Bát Bầu, hoa văn Tứ Quý, hoa văn Thọ Vua, do các nghệ nhân xưa ở Vạn Phúc dệt bằng tơ tằm nguyên chất trên khung dệt thủ công. Gia đình ông Đỗ Văn Thiện đến nay vẫn tự hào vì cha ông mình từng có công khởi xướng nghề dệt gấm trên mảnh đất quê hương. Cố nghệ nhân Đỗ Văn Sàng lúc bấy giờ nổi tiếng với nhiều loại gấm quý dệt bằng phương pháp thủ công. Trong đó có bức chứng gấm Hoàng Vương Thọ Khảo, dân vua Tự Đức. Thật đáng tiếc, sau khi ông Sàng đột ngột mất đi, nghề dệt gấm ở Vạn Phúc đã bị thất truyền. Theo như các cụ nói chuyện lại thì năm ấy vua Tự Đức thì là thọ 50 tuổi mà, ngũ tuần đại khánh đấy. Thế là cụ nhà tôi bây giờ mới đem dâng một tấm gấm, được vua khen ngợi. Ở trong cái tấm gấm mới có chữ Hoàng Vương Thọ Khảo, kèm theo mấy cái hoa văn, mấy cái chữ thọ. Một yếu tố quan trọng trong tổ chức kinh doanh ở giai đoạn đầu phát triển rực rỡ của nghề dệt Vạn Phúc là việc các nghệ nhân bắt đầu tự trang bị máy dệt cơ khí cho mình. Chiếc máy dệt Zaka do người Pháp phát minh là máy dệt lụa lý tưởng lúc bấy giờ. Tính năng dần được cải tiến thêm đã góp phần đưa lụa Vạn Phúc mở rộng thị trường từ châu Á sang tới Paris. Trước đây các cụ làm hoa, vẽ các cái mẫu hoa là vẽ bằng tay hết. Thế mà bây giờ là người ta vẽ trên máy vi tính. Thế còn cái đục thì ngày xưa các cụ đục đột từng lỗ một. Thế nhưng mà bây giờ đã đục ở trên cái máy, tức là ta bấm xong rồi lượn chân. Trên cơ sở để lại của cha ông các cụ ở trước để lại thì tôi nắm rõ được một phần cái nghề này. Mình hỏi han lại các ông các cụ cái hướng cái cách làm, tôi cũng tự chế cái máy đục thủ công ạ để làm việc, thì cũng là thành công, đáp ứng được một số tỉnh thành ở phía Bắc là về những khâu thiết kế mẫu. Cũng không riêng gì cái mẫu dệt lụa này, chúng tôi còn làm những cái mẫu hoa văn cho họ dệt khăn hạt bông rồi các loại vải khác. Còn đa số hiện giờ những cái đầu máy Zaka đang sản xuất ở Việt Nam thì cũng đều là các đầu máy hết. Một yếu tố quan trọng nữa trong tổ chức sản xuất kinh doanh là việc tuyển dụng nhân công đã có tay nghề chuyên môn đủ để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng hiện đại. Thay vì trước đây,
phải sử dụng một lượng nhân công làm thao tác giản đơn trong một số khâu. Đây là quá trình đào thải tất yếu, không nằm ngoài quy luật cung cầu và phát triển. Từ việc đầu tư mua máy dệt cơ khí, việc dùng thẻ đục lỗ bằng máy đục tự chế để tạo ra nhiều họa tiết khác nhau cho máy dệt hoa văn trên lụa, đến việc cải tiến cách đưa thoi, từ đưa thoi dùng tay sang đưa thoi bằng motor điện. Quá trình này đã phản ánh tính năng động và quyết tâm đi tới của người làng nghề để hiện thực hóa những dự định tâm huyết của mình. Từ cái sản phẩm mà dệt bằng tay thì tôi nghĩ rằng là nó dùng hoàn toàn bằng sức lao động. Thì khi mà người ta mệt thì cái dập vào thì nó không thể đều được. Như đến bây giờ thì chúng tôi trên cái khung dệt tay thì chúng tôi đã cải tiến để đưa điện vào để thay thế người dệt bằng tay. Thì chúng tôi đã đặt cái tỷ lệ bằng bánh răng. Chúng tôi định đặt trên cái sản phẩm đó 1 cm là bao nhiêu đường ngang thì gần như là nó đã cố định được theo ý muốn của mình. Thế cho nó không có cái chuyện mà dày mỏng như ngày xưa nữa. Vạn Phúc hiện có khoảng 800 hộ dân làm nghề tơ lụa và có trên 1.000 máy dệt. Nhờ nỗ lực không ngừng để hiện đại hóa các cơ sở sản xuất và máy móc thiết bị, nên sản lượng lụa của Vạn Phúc hàng năm đạt khoảng 3 triệu m2, với nhiều mẫu hàng phong phú và chất lượng lụa ngày càng ổn định. Một trong những yếu tố mang tính cạnh tranh hiện nay còn là vấn đề đa dạng màu sắc và độ bền màu của lụa. Đây là điểm yếu mà suốt một thời gian dài, người làm lụa chưa khắc phục được do một số nguyên nhân. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, vấn đề này đã được các nghệ nhân giải quyết có căn cơ. Thứ nhất là việc lựa chọn loại màu có chất lượng tốt và phù hợp với đặc tính của tơ tằm tự nhiên. Thứ hai là nhuộm tơ thay vì nhuộm lụa sau khi dệt. Việc nhuộm tơ đã cho phép nghệ nhân có thể chủ động quyết định việc phối màu theo ý muốn cho tấm lụa của mình. Đây là một lợi thế từ việc nhuộm tơ mà trước đây người làm lụa chưa khai thác được. Nhuộm nguyên tấm lụa là cách làm truyền thống trước đây. Có nhược điểm là chỉ cho ra những tấm lụa đơn màu. Tuy nhiên, cách làm này đã đủ đáp ứng yêu cầu khi mặt hàng dệt đòi hỏi từng màu riêng biệt. Quyết tâm thay đổi cách làm trong khâu nhuộm sản phẩm đã tạo ra một bước tiến quan trọng về kỹ thuật. Việc ứng dụng thành công thuốc nhuộm bằng hóa chất trên sợi tơ tằm đã cho phép người làm lụa có thêm cơ hội tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng màu tiêu chuẩn và đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ở làng tôi đấy, mấy trăm năm là truyền thống về nghề dệt, nhưng mà chỉ có dệt cho tấm hàng và đưa đến chỉ có chuộn cho hàng đó thành trắng, và đồng thời sẽ đem nhuộm, có thể là nhuộm bằng thực vật nếu thực vật cho phép. Thế nhưng mà nó cũng hạn chế, bởi vì nó có chỉ có vài thứ thôi. Thì chẳng hạn như là nhuộm đen thì người ta lấy bùn, hay là nhuộm nâu thì người ta lấy củ nâu, hoặc là nhuộm xanh người ta lấy lá bàng, hoặc là nếu mà muốn hãm thì người ta ứng dụng bằng cách là hãm bằng cái nước tiểu không để cho nó biển màu, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến màu, nó không tươi. Thế nhưng mà đến khi mà cải tiến hàng có chất lượng cao hơn thì phải nhuộm tơ, mà muốn nhuộm tơ thì tất nhiên là phải làm thế nào đấy, là nghiên cứu loại thuốc nào nó ứng dụng vào cái tơ tằm mà nhuộm nó không phai. Bác ấy mua cái loại thuốc của Thụy Sĩ, thuốc của Nhật Bản, thuốc của Hàn Quốc, là cái những cái nước công nghiệp phát triển, người ta ý thức được là cái nào đưa vào tơ lụa để không ảnh hưởng đến da cũng sức khỏe con người, thì bác ấy cũng có ý thức như thế. Thì bác ấy nhuộm, bác ấy cho một lượng hóa chất nào đó bác hãm được. Đấy, đấy, không nó bền màu với ánh sáng. Đấy, bền màu với đặc dụng,
kể cả biên màu khi mà đặt với xà phòng, thậm chí khi mà đặt chung với lại các mặt hàng khác cũng thôi. Và cái chính thành công đó đã giúp cho cái công nghệ của làng Vạn Phúc và tạo được một cái mặt hàng có chất lượng cao, nó là bước ngoặt đã đưa cái mặt hàng đó thành cái mặt hàng là đỉnh cao của về chất lượng tơ tầm của làng Vạn Phúc. Phải giải quyết được cái chất lượng thì mới giải quyết được cái sự tồn tại của làng nghề trong cái điều kiện thị trường ngày nay. Thì chính vì lý do ấy cho nên là chúng tôi đã quyết định là đầu tư vào để sản xuất cái lụa cao cấp. Chính cái này nó được hai vấn đề. Một là nó thỏa mãn với người tiêu dùng. Hai là cũng để tạo điều kiện giữ cho cái làng nghề nó được phát triển lâu dài sau này. Thì theo cái hướng là nâng cao cái chất lượng. Thì tôi sáng tác hai mẫu. Cái thứ nhất là cái mẫu lụa hoa ban. Và cái thứ hai là cái lụa Long Vân. Sở dĩ tôi thiết kế cái mẫu hoa ban là vì cái hoa ban là cái đặc thù của dân tộc vùng Tây Bắc và cũng lại là đặc thù của Việt Nam. Và cái mẫu thứ hai là tôi căn cứ vào cái chủ đề Thăng Long nghìn năm văn hiến. Thì tôi có sáng tác một cái mẫu Long Vân. Thì trên cái mẫu Long Vân này nó đã thể hiện đầy đủ cái ý nghĩa của cái đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Ở đây thì cái sản phẩm độc đáo của làng nghề ấy, thì sản phẩm của ông Mão là ông ấy khai thác và phục chế lại các cái sản phẩm mẫu lụa vân cổ truyền là cái đặc thù riêng của ông Mão. Từ những năm rất là khó khăn mà chúng gia đình nhà tôi cũng đã cố để tìm lại những cái mẫu từ ngày xưa để mình phục chế và mình làm lại, nó mang một cái nét đặc biệt của một cái nghề dệt thủ công. Các cụ ở trong làng thì nghe thấy nhà mình làm lại thì là cứ ai còn các cái mảnh, có khi chỉ còn từ các cái áo dài nó hàng trăm năm về trước rồi, thế nó cũ nó nát hết, thì lúc bấy giờ các cụ lại đem ra cho một cái mảnh áo đấy là lụa vân. Thì nó lại đặc biệt là lại phải chọn cái loại tơ phải mềm, nhỏ, mềm nhưng mà nó lại phải dai sợi, nhưng mà phải thật là đều. Người thợ dệt phải thật kiên trì và phải có tay nghề cao thì mình mới làm được cái sản phẩm mặt hàng đó. Đặt tên là lụa vân, thế cho nó có những các cái nét nó rất là ẩn hiện, trông nó như có như là mây. Là lụa vân thì nó lấm tấm, trông nó tưởng như là hàng ngàn các quạt mà châm lên các cái lỗ thủng châm kim đấy, thì trông nó nhìn thấy nó rất là thoáng nhưng mà mặc lên lại không bị hở. Thì đấy là những các cái độc đáo của cái sản phẩm mà hiện nay gia đình nhà tôi vẫn đang sản xuất. Đó là sản phẩm 100% dùng nó phù hợp với thời tiết Việt Nam, lúc nắng trời nóng oi bức hoặc là những cái lúc trời lạnh, phát cái áo tơ tầm vào nó mát hoặc là nó ấm. Đặc điểm của tơ tầm là mùa hè thì mát bởi vì nó nhẹ, nó dịu. Mùa đông thì nó ấm bởi vì nó là len, nó là thay ra len, nó là nhỏ hơn len, nó mịn, nó cọ ra thịt mình nó êm. Thì người ta yêu nó, những người đã mặc nó là không quên được. Đấy, cho nên nó cũng có cái giá. Và khi đã có cái giá rồi thì nó có thưởng cho người làm ra nó. Những trăn trở tâm huyết và quyết tâm vươn lên thích ứng không ngừng đã cho phép Vạn Phúc trụ lại sau bao gian khó, hồi sinh và lấy lại phong độ, bản sắc một thời. Tuy nhiên, dường như còn có điều bất ổn trong lòng sự hồi sinh ấy. Nếu để nghề lụa bị cuốn vào thị trường tự phát như ở một số nơi, thì đội ngũ nhân công có tay nghề giỏi sẽ mai một dần vì không được đào tạo, truyền trao đúng mức. Đó là điều không thể xem thường đối với tương lai nghề lụa. Với tâm nguyện của một thế hệ nghệ nhân đang cố công gìn giữ vốn tinh hoa danh bất hư truyền của làng lụa Vạn Phúc Hà Đông. Cho đến ngày nay, đấy, cái làng nghề Vạn Phúc vẫn mang đậm một cái làng nghề thủ công cổ truyền. Đấy, cho nên là đối với khách du lịch nước ngoài là người ta
trọng vọng với lại các cái ngành nghề thủ công. Chứ còn nếu như đối với các cái nhà máy, công ty, máy móc thiết bị hiện đại thì cái chuyện đấy thì chắc là người ta cũng không đến làng nghề Vạn Phúc. Khách thập phương từ tất cả mọi nơi trên thế giới về mà người ta vẫn mua lụa Hà Đông, người ta đem về xuống người ta, thì thứ nhất là vừa để nhu cầu mặc là cái thứ nhất rồi, cái thứ hai là đẹp, cái thứ ba là lại càng tự hào thêm vì là lụa Việt Nam mình là có tiếng ở trên thế giới rồi. Bởi vì nguyên liệu để mà sản xuất ra cái tấm lụa đấy cũng là cái nguyên liệu thân thiện với môi trường. Khi mình mặc lên người là nó không bị dị ứng, và cái ngành dệt lụa này là nó để nó làm đẹp cho con người, cho nên là được khách quan tâm và chú trọng đến. Những cái sản phẩm mà cái lụa Hà Đông này nó làm ra đó, nó cũng bắt mắt. Những cái hoa văn trên cái áo quần hoặc là những cái váy, chiếc váy thì chúng tôi thấy cũng đẹp, không có gì gọi là thua kém với hàng nước ngoài. Đối với những người cao tuổi thì chúng tôi vẫn dùng những cái nét hoa văn truyền thống, tức là thọ này, hỷ này, rồi là chữ triện. Bên cạnh đó phục vụ những cái cho cái lứa tuổi trẻ và trung tuổi thì chúng tôi vẫn kết hợp với những cái hoa với cả những cái màu để cho nó phù hợp từng lứa tuổi, từng độ tuổi để cho khách hàng người ta dễ lựa chọn. Em thì muốn quay về cái truyền thống ngày xưa hơn, thì em đang mong là có một cái áo dài đúng lụa Hà Đông của ngày xưa. Trong quá khứ, lụa Vạn Phúc từng ghi một dấu son vào lịch sử nghề lụa. Trong hiện tại, nghề lụa cũng đang độ hồi sinh với bao tâm huyết và nỗ lực của chính con người. Bằng nội lực của mình, các nghệ nhân Vạn Phúc đã không ngừng vượt qua mọi trở ngại khó khăn để bảo lưu những giá trị tinh hoa của một nghề truyền thống có tiếng vang và lịch sử lâu đời. Nội lực ấy chính là niềm đam mê từ ngàn xưa trong tâm khảm và vốn tinh hoa do cha ông rút ruột truyền trao. Với nghệ nhân Vạn Phúc, điều tâm nguyện đã trở thành cái nghiệp tầm trơ thầm lặng, làm đẹp cho đời.